Nói chung là đồ gỗ Tùng Đoán này làm rất chuẩn, đẹp, gia đình yêu thích từ bao nhiêu năm nay rồi. Vâng. Rất xin cảm ơn gia đình Tùng Đoán. Vâng. Ok, cảm ơn chú nhé. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại thì chúng tôi đã vừa lắp đặt xong cho gia đình cô chú Như Lý tại xã Cát Chủ, Cẩm Khê, Phú Thọ một bộ hoành phi câu đối này, và không gian phòng thờ nhà chú đây. Thì đây là chú này, cũng như là cái không gian phòng thờ đây. Thì tôi có quay lại cái video clip làm kỷ niệm với gia đình chú. Và trước kia thì bên xưởng là cũng đã đến lắp đặt cách đây 2-3 năm rồi, là cái bộ đồ thờ này, đồ sập thờ tứ linh này. Thì hôm nay là tiếp tục là chú là đến đặt hàng là một bộ hoành phi câu đối nữa. Đấy, bộ sản phẩm này bằng chất liệu gỗ hương đá này đó. Thì hôm nay lắp đặt là đủ bộ này, quý vị này. Thì tôi có quay lại video clip lưu lại làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu cho mọi người đó. Không gian là phòng thờ nhà chú đây, bên dưới thì có sập thờ bàn cơm, bên trên là bộ hoành phi. Thì giới thiệu một chút về bộ hoành phi này là sử dụng chất liệu gỗ hương đá, có kích thước là dài là 1m97, cao là 67, ba chữ là đục Đức Lưu Quang, và cái mẫu đại tự này là mẫu đại tự là có cuốn thư lòng đại tự. Đó, rất là đẹp và ý nghĩa đây. Hai bên hai câu đối là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, ý nghĩa là những lời giảng dạy của các cụ dành cho con cháu đây. Còn những là bên trên này có bộ đài nến thờ rất là đầy đủ rồi. Đấy, quý vị có thể xem và tham khảo nhé. Đấy, bên này là hình ảnh chú Như đây quý vị đây. Có xin chú lên ý kiến tí nhé. Vâng, chào chú nhé. Đồ gỗ Tùng Đoán này làm rất chuẩn, đẹp, gia đình yêu thích từ bao nhiêu năm nay rồi. Rất xin cảm ơn gia đình Tùng Đoán. Vâng. Ok, cảm ơn chú nhé. Vâng, thưa ạ. Vâng. Lời cảm nhận của chú Như nhé. Ok, còn quý vị nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại là 0975108 6, website đồ gỗ tùng8.com. Ok, xin chào mọi người nhé.